Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái chiếc đầu phát mới nhất của Hamida. Đó là cái chiếc Hamida H8. Vậy thì cái chiếc Hamida H8 này có gì đặc biệt, cũng như là cái thành phần phụ kiện đi kèm trong hộp này bao gồm những gì, thì cái video clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Thì cái cách đóng gói của cái chiếc Hamida H8 này cũng tương tự như là những cái dòng đầu phát trước đây của Hamida, như là Hamida Q1, Hamida Q3, đều là cái dạng đóng mở hàng như này, rất là tiện lợi. Thì đây là cái chiếc Hamida H8 của chúng ta, thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn sau. Thì bây giờ mình sẽ đi trước tới những cái thành phần phụ kiện trong hộp. Thì những cái thành phần phụ kiện trong hộp của chiếc Hamida H8 này cũng rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta có một cái adapter nguồn để cấp nguồn cho cái chiếc đầu phát Hamida H8 chúng ta có thể hoạt động. Thì cái nguồn này là 5V 2A, dây cũng khá là dài. Tiếp theo chúng ta có một cái chiếc remote rất là quen thuộc trên những dòng đầu phát của Hamida, với những cái phím bấm rất là tiện lợi cho việc chơi multimedia, phím bấm rất là mềm hồi nãy. Và cuối cùng chúng ta có một cái sợi cáp HDMI ở đây. Thì cái chiếc đầu phát Hamida H8 này là cái chiếc đầu phát được trang bị cổng HDMI 2.0, một cái cổng rất là mới so với cổng 1.4 trước đây, thì giúp cho cái tốc độ truyền dữ liệu của Hamida H8 được tăng lên rất là nhiều. Ở đây mình còn có thêm một cái sổ bảo hành chính hãng, cũng như là một cái hướng dẫn sử dụng nhanh của Hamida H8, điều bằng bên là bằng tiếng Việt và bên là bằng tiếng Anh. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nói đến cái chiếc đầu phát Hamida H8. Thì về cơ bản cái chiếc Hamida H8 này có kiểu dáng thiết kế rất là giống với cái chiếc Hamida Q8 mà mình đã giới thiệu đến các bạn ở cái video clip lần trước, bao bọc bởi lớp vỏ nhôm nguyên khối với những cái đường vét hết sức tinh tế ở đây. Tuy nhiên cái chiếc Hamida H8 lại có tông màu đen vô cùng là mạnh mẽ. Mặt trước của Hamida H8 được trang bị một cái con mắt để nhận tín hiệu điều khiển từ remote, một cái đèn led nho nhỏ ở đây để biểu thị trạng thái hoạt động của cái thiết bị. Ở cạnh phải là nơi bố trí hai cổng USB 2.0. Đấy, ở cạnh trái là nơi bố trí cái khe đọc thẻ nhớ SDMC quen thuộc. Ở mặt sau là nơi bố trí những cái cổng kết nối chính cho cái thiết bị. Ở đây chúng ta có một cái cổng adapter nguồn DC 5V, một cổng mạng LAN giúp cho thiết bị có thể kết nối được mạng internet có dây. Ở đây ở giữa cổng mạng LAN cũng như là cổng adapter nguồn thì chúng ta có một cái nút reset ẩn ở trong nho nhỏ để giúp cho bạn có thể khởi động lại cái thiết bị khi gặp trục trặc. Tiếp theo chúng ta có một cái cổng HDMI. Thì như mình nói trên cái chiếc đầu phát Hamida H8 này được trang bị cái cổng HDMI 2.0 là giúp cho cái tốc độ truyền tải trên cái thiết bị được nhanh hơn rất nhiều so với cổng HDMI 1.4 trước đây. Tiếp theo chúng ta có một cái cổng audio right cũng như là một cổng audio left và một cái cổng video, và cuối cùng đó là cái cổng optical để xuất tín hiệu âm thanh 5.1. Trên cái Hamida H8 thì cũng giống như những dòng đầu phát trước đây thì còn được trang bị thêm cái anten giúp cho cái khả năng bắt wifi của thiết bị được mạnh mẽ hơn. Đó, mặt trên của Hamida H8 rất là đơn giản, chúng ta thấy là một cái dòng chữ Hamida ở đây ở giữa, còn ở cái phần góc này thì chúng ta thấy là cái biểu tượng 8 nhân và 64 bit, nghĩa là cái chiếc đầu phát Hamida H8 này hoạt động trên chip 8 nhân và 64 bit. Thì mình cũng nói thêm là Hamida H8 hoạt động trên nền tảng Android mới nhất 5.1 Lollipop, cũng như là được trang bị bộ nhớ RAM 2GB DDR3 và bộ nhớ Plus được nâng cấp lên đến 16GB. Đó, thì Hamida H8 được cài đặt sẵn Kodi cũng như là Google Play, nơi bạn có thể giải trí online hay tại những cái ứng dụng, những cái game về chơi hết sức là thoải mái. Đó, thì Hamida H8 có cấu hình vô cùng mạnh mẽ, nó mạnh hơn con Q8 ở chỗ là được trang bị cái chip xử lý lên đến 8 nhân. Đó, và hy vọng đây là một cái chiếc đầu phát mạnh mẽ tiếp theo nữa và thành công nữa của Hamida. Thì về những cái trải nghiệm hoạt động cũng như là trải nghiệm cái tính năng trên cái chiếc đầu phát Hamida H8 này, mình sẽ gửi đến các bạn trong cái video clip lần sau. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.